Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi Liên Quân. Gì? Cho Yeti nói với hả? Yeti xin bình luận các bạn ơi. Sao giờ? Ai, khó quá. Ai, mình kêu khỏi rồi. Yeti qua chơi. Ồ, nhập lần đầu, 35 hy, quân hy. Lâu lắm rồi mới chơi lại cái này. À, chơi lại cái này quấn một chút Liên Quân ha. Hôm nay mình đánh lại không biết đánh được không. À, xưa đánh cũng có một hai trận chứ mấy. Không biết đánh đâu, biết đánh cho vui à. Mọi người vẫn thích cái game này nên làm cho mình làm cho phát triển thôi. Thôi à, chúng ta quấn nào. Sáng sáng already. Ờ, chơi server Việt Nam đánh đã thiệt chứ. Mình nãy mình chơi cái server nước ngoài á, mình tải gì à, Arena of Valor á. Chơi cái đó đánh ở bên EU mà bây giờ tối rồi, mình quay buổi tối nó lắc quá đánh không được. Nếu các bạn thích mình làm ở bên server nước ngoài, mình sẽ làm cho bạn coi, rất là hay nha. Này chơi nhạc tục tục một chút, chơi cái này. Trời ơi, đứa nào chơi anh thẻ luôn. Chơi dữ trời. Ui, phá liền con này, chơi được con này á. Ơi, có bản ngọc nữa hả? Ở cái bản ngọc mình chưa biết đâu. Chưa đủ đấu sĩ kìa. Ai với đấu sĩ đi kìa. Rồi, có đấu sĩ là giáo sư thật. Mình mới chơi, mình chơi quen quen con này. It's Van Helsing time. Ủa, every đang nhập mình chưa lấy thì sao? Để biết lấy luôn cho rồi. Mình chơi cái game này mình chơi để nhạc Mario nữa hả? Ủa chờ, chắc lấy cái này là hợp lý đúng không? Hay là trực trị thì mình nghĩ là lấy bọc phá là tốt nhất rồi. Lát hết cho nó chết luôn. Vẫn tên cũ Spirit One. Chịu vô. Chết không nào. Vũ võ. Ui hùng. Buồn lắm. Vịt chẳng. Ui vịt chẳng nghe có vẻ giống như là con gái đó nha. Mình sẽ chơi con heroin này. Tập chơi xạ thủ. Mấy ông mày lót lâu quá ta, wifi đứt cáp đúng không? Lâu bất thường. Mấy ông các bạn sẽ ủng hộ cho mình làm tự game mobile tiếp theo lần này, tại vì hồi xưa mình cũng làm rồi, tại vì khá nhiều bận nên không làm, giờ mới quay lại được cái tự game này. Thấy bác mobile đánh nhiều quá, thấy hay quá, thấy thích. Chúng ta lấy này đi, mình đi đường nào ta, ta đi bích chưa. Don't worry, I've got my ways. Ơi con su mày đi đâu vậy, ơi bích cho tập tập chịu dân ấy ổng rồi, hai tụi mình đi bích luôn. Rồi trong đây vui ta, đừng biết là được một đứa mà lúc nào cũng đi hai đứa sao. Ôi nó đi trip luôn cơ. Ôi ơi, bình tĩnh rồi mấy men.
Ờ, giết luôn rồi hả? Hay bét. Hay á. Oh man, that's the stuff. Just give up. Ê, what? Ôi, mày lát hết không vậy? Từ từ, vậy tao uống miếng máu đó, tao đi lượm mấy cục máu đó. Ủa, chưa có máu hả? Thôi về đi. One shot, one kill. One shot, one kill. Gì dạ, bình tĩnh đi. Không có gì phải vội vàng vội vã hết á. Bội nó ba luôn cơ. Chết em rồi ơi. Trời ơi. Bội kia chạy vô cơ. Ultimate. Ờ, team nó chết hết luôn rồi. Bấm 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 bấm. Bữa đánh hộ báo bữa nay mình học hộ báo đó. Mình sẽ đánh theo chính sách đó chính là Lý Nhu Hắn Cương. Mình chơi thôi chết chạy. Don't worry, I've got my ways. Lên. Ôi tôi kiểu chơi em ơi. Kẹt ghê thiệt chứ. Đúng rồi. Lôi chết vậy. Your team has destroyed a tower. Always one step ahead. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Ultimate. Ai ạ? An enemy has been defeated. One shot, one kill. Your team has destroyed a tower. Sao chó nó hồi máu nhanh quá ta. Ôi chết rồi. Đúng rồi. Don't worry, I've got my ways. Ôi mình ẩu tê quá. Đã luôn. Họ đã chạy tục quân rồi kìa. Thôi về. Lại không được. Always one step ahead. Blood bath. Truyền thuyết luôn, con này nó cay ép lên truyền thuyết luôn, ghê ta. Dominating. Ôi ghê hả? One shot. Lên đi. An ally has been defeated. Hồi đọc quá. Just give up. Bang. Lại. Gì vậy mày? Vô đây. Tao bắt mày tụt quần mày luôn á. Ultimate. Chết nè. Trời ơi.
destroyed a tower. Ôi chết chưa? Oh man, that's the stuff. Go, go, go! Legendary. Woohoo! An enemy has been defeated. Lật, 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 lật. Pick your battles. Thôi anh, quên lộn rồi boy. Yeah. Dán này à, đánh chùi bắp quá, không có hổ báo được. Tiếp bạn thua rồi. Ultimate. Ờ, chịu vơ quýt ghê hả? Onslaught. Bát đạo. Chiu. Bop 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 bop. Shut down. Bop 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 bop. Ơi chết mẹ. Hổ báo thật thanh niên. Thanh niên làm cái gì vậy? Đây đây. One shot, one kill. Cái team mình không ai ăn gồng quá ta. Ăn gồng hộp miếng máu cũng chẳng ăn ai ăn. Always one step ahead. Behind me! An enemy has been defeated. Chết này. An enemy has been defeated. Pick your battles wisely. Team has destroyed a tower. Rồi xong tao. Bắt chứ một đi, chứ một bắn cho đã. Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. Onslaught. An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. One shot, one kill. You have defeated an enemy. The sun shall rise. Ôi con kia đục nhà luôn kìa. Ồ, ghê quá. Quá dữ. Win. Trận này thật là bơ nhẹt. Quýt lại chút coi. Quýt lên cấp mình quýt răng cho vui. You don't take. Trái hát xạ thủ hả? À, biết sai rồi. Mà mình chẳng biết. Đội hình hợp lý. Go, go. Ai tập chơi quen quen mày bố mình làm nhiều clip để các bạn coi ha. Gọi là try hard cái game này. Thôi mấy ông phải chạy nhanh dữ quá.
rồi gặp mấy ông bạn mạnh nè, mấy ông bạn mạnh thường đánh ghê lắm. Lên cái này trước đi. Đã biết chưa? Chơi bắt tôn hơn, đây là cục máu của nó luôn. Pick your battle wise. An ally has been defeated. Fix đã fix hai mạng cho mình rồi. Don't worry, I've got my ways. Ây da. Này mà rít lên, chí mạng lên rồi, mạnh mạnh lên rồi, đập cái chết luôn á. Oh man, oh, that's man. The stuff. Ultimate. Ah. Ultimate. Wisely. Wise. Ây da, quên. Your team has destroyed a tower. Lên kiếm vật lý luôn. Always one step ahead. Có anh này ra không trời? An enemy has been defeated. Không có rồi, quay trở lại thôi. Double kill. Rồi team mình lại thắng nữa rồi. One shot, one kill. Đi sang coi, ông nào đi gần mình giết rồi. Đó, về hệ in kia rồi. Heroin, đợi chút heroin ơi. Onslaught. Ơi. Just give up. Ồ, hay quá. Quên luôn bít đi. Quá dữ. Chơi đó nè, chơi đó nè. Come on. Dominating.
kill. Sắt rồi mọi người. Ăn hết bùa luôn. Rồi, cuộc kiếm rồi nào. An enemy has been defeated. Legendary. Double kill. Bloodbath. Rồi, ai chống cự nổi, anh sẽ bắn hết tất cả thế giới. Bởi vì cả thế giới nào. Rồi, Riddler. Quá dữ, chưa dùng bộc phá luôn á. Quýt. Yeah, MVP luôn. Thần thánh à, đạt 4 lần thần thánh à, ghê à. Mình chiến 11 chết không luôn. Có vẻ là hên hả. Thấy được rồi, video này mình quay tới đây thôi. Nếu các bạn thích video game này thì mình sẽ cố gắng làm ha. Rồi, một ngày chúc các bạn có tinh thần vui vẻ nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn.